gì? Ở đây là tài này. Đây là chủ già này. Đó, anh Việt đang làm. Làm lại đây anh Lợi nha. 6 lần đây nha, không có đếm cùng đâu. Phía này. Phía này, nhảy bên này trước. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn. Ok. Người hả nhẹ không? Thôi ngày mùi buồn không? Mùi phân á, phân á, phân. À, đúng rồi, 6 lần rồi. Nhanh lên. Hello, Vlog mà được biết xin gọi là chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2024 thì mình đang có mặt tại đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang tập luyện để mà chuẩn bị cho trận đấu làm khách trên sân Pleiku gặp câu lạc bộ LB Băng Hoàng Gia Lai vào ngày thứ bảy này. Điều mà mình quan tâm nhất là liệu ngày hôm nay một trong những cầu thủ đang nhận được sự quan tâm rất là lớn của các cổ động viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Santiago Portino, cầu thủ người Colombia cũng như là có cả quốc tịch Mỹ, liệu có ra sân để tập luyện hay không. Thì bây giờ xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh về phần tập luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để giải mã câu trả lời này nha. Let's go. Ở đây là Entep. Entep thì vẫn có mặt trong cabin và tham dự phần tập luyện cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới thì có lẽ là hợp đồng của Entep với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ sớm được thanh lý để bạn ấy có thể tìm kiếm cơ hội thi đấu cho các đội bóng khác. Chưa rõ là anh Phùng Thanh Phương sẽ đưa ra quyết định chọn người như thế nào cho giai đoạn tiếp theo.
bởi điều đó còn phụ thuộc vào việc các cầu thủ thể hiện như thế nào. Nhất là khi Jake Timite vẫn là một trong những cầu thủ có đóng góp rất quan trọng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc mà nếu chọn Santiago liệu có giữ Jake Timite hay không, và nếu như giữ Jake Timite thì liệu là Wander Luiz, người thi đấu hai trận đấu vừa qua cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thì có được giữ lại hay không, hay là sẽ bị thay thế bằng Santiago Portino. Vậy là ngày hôm nay thì Vlog Man Pit cũng đã có được những hình ảnh đầu tiên về sự xuất hiện của một ngoại binh nhận được rất là nhiều sự chú ý của cổ động viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và sắp tới đây thì hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị hơn nữa. Lúc này đây thì các thành viên trong ban huấn luyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã gọi các cầu thủ ra tập hợp để chỉ đạo buổi tập. Đây là nhóm các cầu thủ đá chính ở trận đấu gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương cách đây 2 ngày. Và ngày hôm nay thì anh Phùng Thanh Phương cho các cầu thủ tập phục hồi, không tham gia vào phần tập chuyên môn. Đây cũng là điều dễ hiểu để giúp các cầu thủ lấy lại được năng lượng, sẵn sàng cho những buổi tập chuyên môn tiếp theo vào ngày mai. Trong khi đó thì ở phía đằng xa kia là các cầu thủ dự bị cũng như là các cầu thủ không được đăng ký ở trận gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương thì đang được anh Shibata, một trợ lý thể lực mới về, đang theo sát cái phần rèn thể lực. Ở đằng xa hơn nữa, đó là một cầu thủ đang thử việc ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên bạn này không phải là Santiago Portino, mà đây là một cầu thủ từng khoác áo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trước đây. Và trong một cái trận thắng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước SHB Đà Nẵng với tỷ số là 5-1, thì cầu thủ này cũng đã có một bàn thắng ghi vào lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì bạn này đang tập nhờ ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Và theo như chia sẻ của các thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thì trường hợp của Santiago Portino vẫn đang trong thời điểm kiểm tra sức khỏe cũng như là chưa có hợp đồng rõ ràng, nên là bạn ấy không ra sân để tập luyện ở trong buổi tập chiều ngày hôm nay. Ở đây là hai cầu thủ mang áo số 7 và số 10 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, đó là Jake Timite cùng với Entep. Lúc này đây thì do là chưa kết thúc được hợp đồng với Entep cho nên tạm thời cầu thủ này vẫn đang tập luyện cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong lúc chờ làm việc lại với ban lãnh đạo của đội bóng liên quan đến hợp đồng. Còn với trường hợp của Jake Timite thì đây vẫn là dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, bởi nếu trong trường hợp mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chiêu mộ Santiago Portino cũng như là tiếp tục đặt niềm tin vào một tân binh mới gia nhập đội bóng, đó là Wander Luiz, thì liệu là Jake Timite có còn được trao cơ hội nữa hay không?
Đó có lẽ là câu hỏi mà các cổ động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra. Vâng, theo như quan sát của tôi thì đây mới là Santiago Portino. Tuy nhiên là bạn ấy ngày hôm nay không tham gia vào phần tập luyện, mà chỉ đứng quan sát các cầu thủ tập luyện ở phía xa mà thôi. Tặng ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn.